này là từ năm 1981 khi chị còn đang ấp ngửa. Đây đây gần 13 gần 40 năm rồi. 40 năm rồi. Chào một tiếng Anh đi. Hello happy boy. Lại giúp bà đặt kỷ lục người bà có nhiều cháu nhất Hạ Long trong tạm thời ngày hôm nay với 27 cháu. Một tràng vỗ tay. Chúng cháu yêu bà nhiều lắm. Đây là phố Lê Quý Đôn anh Đức Anh ạ. À, Lê Quý Đôn à? Và thưa các bạn là hôm nay đạo hữu mà chúng ta đến sẽ đến thăm nhà đó là sẽ thăm nhà bà ngoại của đạo hữu Vũ Hoàng Huy. Vâng, bạn cho mặt vào đi không thì ba mọi người đã ra luôn rồi dưới sân và đã đón tiếp. Vâng, hôm nay thì chương trình đã đến với một ngôi nhà rất bé. What? Nhà hai mặt tiền thôi các bạn, không có nhiều, hai mặt tiền thôi. Và chúng ta đến với người nhiều cháu nhất trong ngày hôm nay, Bảo Anh. Bà nhiều cháu nhất trong ngày hôm nay, con nữa bà ơi. Nào, mỗi cháu vào đây ôm bà một cái tình cảm nào. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Bà có vui không? Vui quá, bà xúc động quá. Bà xúc động quá. Bà cũng thấy là sau khoảng 2 năm là cháu đi một mình nhưng mà về rất nhiều mình. Lại giúp bà đặt kỷ lục người bà có nhiều cháu nhất Hạ Long trong tạm thời ngày hôm nay với 27 cháu. Một tràng vỗ tay. Bà thấy tu tập Phật pháp nhập màu. Cháu đi nhưng mà cháu lại mang về rất nhiều cháu cho bà. Ở đầu thiết các cháu về tất cả nhá. Chúng cháu là có một ngôi nhà chung ạ. Rất là mong muốn bà sẽ về được ngôi nhà chung của chúng cháu. Nhà có con đâu. Tăng máy là cái gì đâu. Con phải đi ô tô quanh nhà con cơ. Không hết được. Mà đi không hết. Mà leo lên đỉnh nhà con thì thôi. Hết được cơ. Hai mày bắn đi vui. Bà khỏe mạnh nhưng mà đi được bà con, bà con chỗ bà con có thể lắp đau chân đau tay một cái ghế ở bên đấy để bà nằm bà ngồi được nói nhất tình trạng bà vẫn lên đây các cháu ơi. Bà có tay không nào, xong rồi là đủ duyên là phải lên chùa nhá. Ngón tay nào xong rồi anh ngón tay phải giống là cái năm vậy năm quá cơ. Anh này anh Đức Anh, anh sinh năm 92 bằng tuổi Lâm ạ. Thế là thằng nào giống Lâm quá. Lâm là thế thì con chả là con là con cháu của bà chả giống. Ừ thế hai anh em mà giống nhau. Thôi nha, khóc thế thôi nhá. Thôi nhá. Vui quá. Không vui quá. Đi uống đi, Con cháu uống nước đi. Thế làm bài nữa nhờ anh em nhờ sao. Em hát bài chúng ta gọi là những kẻ cắp nước mắt. Kẻ đánh cắp nước mắt. Không khóc nhé để mẹ trồng cây trai. Mà vào nhà may ông bà vui cây cây. La 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 la. Hôm nay là vui người đi và sống thêm được một năm đấy. Đấy, hôm nay là 27 đứa. Thì 27 nhân 2 54. 88 cộng 54 được 132 nhé. Bà thấy bà trông vẫn rất là phúc hậu ra và vẫn là đẹp. Đấy tay. Vâng thưa các bạn, tay bà rất là căng mềm. Nếu bảo là gọi là như da em bé thì cũng không hẳn nhưng mà chắc là em bé lớn hơn một chút này. Da vẫn mềm như da em bé lớn hơn một chút này các bạn. Các cô các bác thì cũng bồi dưỡng nhiều cho bà nhưng bà cứ thế cứ phải ấm mạnh ra đẻ thì sáng tuổi. Vâng các bạn nhìn thấy hai bà con tô giống nhau không ạ? Giống gần giống. Cô này quen quá. Em xin chả mấy khi đến nhà to. Nhà to. Đầu tiên vào nhà to. Bà thử kể một kỷ niệm mà bà nhớ nhất về cháu. Nhớ Huy thì lúc nào bà cũng nhớ, thật sự như thế đấy. Thực là nhớ lắm. Vì là cháu là ở đời ngoài đời này cháu rất ngoan. Thực sự như thế. Đi đeo đâu là cầm tay và dẫn bà đến nơi đến chốn. Đi lên nhà hàng dắt lên, đi xuống nhà hàng dắt xuống xe như thế. Từ cái hôm bà đi lên chùa đấy, khi mà ra mẹ ô tô thế nào cũng dắt bà ra đến tận ô tô. Hoa rất là Huy là rất là quan tâm đến bà lắm.
bà rất nhớ cháu. Cái đấy là mẹ cũng dạy cháu đấy bà. Xong rồi nếu mà mẹ cháu thì chắc là bà cũng dạy mẹ đúng không? Rồi khéo quá cơ. Hồi mới đi học thì có gì đặc biệt không bà? Học thì học giỏi lắm, chịu khó lắm. Thế ạ? Không phải ai bảo bài vở gì về, cứ đi học về là học bài. Học kể cả đi chơi gia đình đi đâu này khác ăn uống hay cũng được. Thế chứ mà tùy cứ làm bài ra thì cứ đi, không cần đi đâu cả. Cũng thế. Có cũng thấy là nhà thì cũng có điều kiện, nhưng mà lại còn vừa điều kiện nhưng mà lại học lại được giải thưởng các thứ. Đấy. Mẹ Thủy vừa bảo là học xong lớp 12 lại còn đỗ 4 trường đại học. Giỏi. Rất giỏi, cực kỳ giỏi. Bà cũng là rất là giác ngộ đấy, cho nên như thế là bà cũng vui để cháu đi tìm con làm đường. Phụng sự như thế là tìm con đường giải thoát. Ấy chứ còn thì không như người khác nào bà cũng không muốn cho cháu đi thế. Đấy, thế nên là đại chúng cho bạn rằng à, cái con đường này đúng đắn đúng không ạ? Ừ. Ồ, con hỏi một tí nữa nhá. Ừ. Hôm đó bà có xem chương trình mà kỷ niệm 21 năm ngày sư phụ xuất gia không? Không. Đây, bật lên đây xem. Ô, chưa được xem. Ôi rồi, bật luôn. Reaction của Phật tử Ngô Kim Oanh. Cái điện người thoại bà có nhiều trọng nhất Hạ Long trong ngày hôm nay. Ai bánh mì mùa ngạn năm 1998. Ai bánh mì. Đây là một người đi bán hàng rong bà. Thế bán hiện lại từ đầu sư phụ ấy bà. Chú đi xót bé đi. Chắc rằng trong vô lượng kiếp trước, anh cũng từng có vô số cha mẹ như vậy. Mà đến trong kiếp này anh cũng không biết họ đang ở đâu, đang được hạnh phúc hay đang chịu khổ. Có cách nào anh có thể cứu được họ đây? Anh sẽ thuyết phục cha mẹ. Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ra đi. Anh quyết định rồi. Cháu cũng quyết định rồi đấy bà. Ta sẽ sống mãi muôn đời lúc trên. Tấm thân này mang gió tháng phù du. Dẫu tan cảnh sương vỡ nát thì ra môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Con thì bà của Hữu thì cũng như là bà của mình. Thế nên là hôm nay con nói vui là bà hôm nay là bà có nhiều cháu nhất Hạ Long ngày hôm nay. Cũng chỉ có 27 cháu thôi. Thế thì mặc dù là chắc rất là còn nhiều điều muốn nói, nhưng tuy nhiên là chúng con bây giờ vẫn có một công việc. Thế nên là chúng con cũng xin phép bà, nhưng xin phép các quý khán giả sẽ tạm dừng cái phần này ở đây. Và sẽ hẹn gặp lại bà những dịp khác. Ví dụ như là hẹn gặp lại bà trên chùa này đấy, và các chương trình tu học, tu tập nhá. Bà cũng nhất trí không ạ? Nhất trí là một tràng vỗ tay là bà đồng ý rồi. Cảm ơn các cháu nhá. Nam nữ rất là đã tất cả đến đây thăm bà về thì là vui quá. Không mấy khi mà có cái ngày hội tụ như này thì cũng là may mắn với bà. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, thì phần tiếp theo của chương trình về nhà thăm đạo hữu của thực hiện bởi đạo tràng Minh Phổ đến đây đã kết thúc, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các chương trình tiếp theo. Chúng cháu yêu bà nhiều lắm. Cảm ơn các cháu.